là nhạc được làm bởi nhóm học sinh khu vực quận 2 và Tân Phú. Mong quý vị cân nhắc trước khi nghe. Những sự trùng hợp có chăng chỉ là hư cấu. Thầy ơi, con nhớ ngày xưa lầm lũi, tính con tham việc nên là cũng nhiều khi mệt mỏi. Chưa một lần nắm tay dù con năm nay hơn 20 tuổi, cứ mở lời ông bướm vo ve là các em cầm liền chai xịt mũi. Chắc cỡ đó làm nhạc chửi nhau nên tâm hồn con đất đá. Mỗi mấy ông nghe rap là mở một hai con chất quá. Đâu biết chị em thích nuông chiều nên nhắn tin ít hay nhiều, để người ta vừa biết là mình quan tâm mà lại vừa không mất giá. Rồi thầy lướt đến như là sáu băng, điềm đạm như một cao tăng. Mỗi ngày đều ăn thịt sống nên thầy còn trẻ mà hơi bị đau răng. Ra chưa con nhìn không kịp vì thầy kỹ năng cao, gọi thầy kỹ sư nông nghiệp vì thầy chỉ chăn rau. Thầy tắt hết thông báo ở trên Messenger, thầy không quét nhà phụ mẹ, thầy chỉ quét tin giờ. Thầy là người có đức, còn các em gái Do Thái, thầy bảo tình của anh em vì thầy khoái cho gái. Đêm liêm sĩ ra tháo bán, chạy vẫy khắp nơi, rồi tìm anh em mà báo oán. Mua tin đợi cô liền 6 tháng, chị đem mang về giáo án. Thầy ơi, đầu óc con đêm 30, thầy ơi thầy là pháo sáng dẫn lối con. Thà một giây lê lói cậu hơn sống giữa đêm trường tối om. Đàn ông mà thương ai thì phải nói lên, chỉ sợ làm người ta khổ chứ đừng có sợ người ta từ chối con. Lời thầy dạy hay, hay từng chữ, thầy dạy con không được dây dưa tình cũ trong cuộc mây mưa. Nương phụ nữ và thay vì ngủ với người mình yêu thì hãy tập yêu người mình ngủ. Thầy dạy giảm cân là tốt chứ đừng để lầy hơn thầy. Thầy dạy lả lơi là tốt chứ đừng để lầy hơn thầy. Để dạy con nguyện ký ơn, đừng quên mang trong người Norex và đừng có làm mọi chuyện buôn bét tày quậy hơn thầy. Cảm ơn ơn thầy Sơn. Còn cảm ơn ơn thầy Sơn. Cảm ơn thầy. Biết ơn ơn thầy Sơn, biết ơn ơn thầy Sơn, xin biết ơn thầy. Thầy ơi, đồ nhí bất tài, lời thầy con cãi nên con nhận về thất bại. Con chưa từng cãi nên mỗi khi định nói hết lòng mình thì y như rằng mọi việc sau đó trở thành một pha xử lý cộng cảnh. Thầy ơi, đồ nhí bất tài, lỗi lầm thầy đã sửa mà con lại cứ vấp hoài. Cổ có người bạn trai tốt, mua cổ đồ đẹp cho cổ ăn ngon, mà sao mỗi lần cổ say nát bét là cổ giải thích giỏi cho con. Thầy ơi, đồ nhí bất tài, thầy đừng đi đâu nhé, con luôn cần thầy nhắc bài. Vì có nhiều lần nói ra mà con ấp úng cũng ta cũng tác. Giá như con cũng giống như thầy, tỏ tình lưu loát như khi đọc rap. Thầy ơi, đồ nhí bất tài, thầy là nguồn cảm hứng của con mỗi khi con tắt đài. Mình sẽ cùng nhau đi nhậu hẻm trăm như thời sinh viên, miễn thầy đừng chơi bài bỏ trốn hoặc mặt con bơi như khi tính tiền thầy nhé. Thầy ơi, we miss you man. Thầy ơi, yeah.